Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô rất vui khi lại tiếp tục được đồng hành cùng các em trong tiết tiếng Việt lớp 2. Để học tốt tiết học này của cô, các em cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập, đó là sách giáo khoa tiếng Việt trang 18, 19, 20, bút, thước và vở tập viết nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài tập đọc Ngày hôm qua đâu rồi? Các em cùng quan sát lên màn hình. Cô có một tờ lịch như sau. Các em hãy đọc cho cô nội dung có trên tờ lịch. Tháng dương lịch. Năm. Ngày dương lịch. Thứ. Ngày âm lịch. Tháng âm lịch. Như vậy, chúng ta cần lịch để làm gì? À, chúng ta cần tờ lịch này để biết được ngày tháng trong năm. Luyện đọc thành tiếng. Các em chú ý theo dõi vào sách giáo khoa và lắng nghe cô đọc mẫu. Ngày hôm qua đâu rồi? Em cầm tờ lịch cũ. Ngày hôm qua đâu rồi? Ra ngoài sân hỏi bố. Xoa đầu em, bố cười. Ngày hôm qua ở lại trên cành hoa trong vườn. Nụ hồng lớn lên mãi, đợi đến ngày tỏa hương. Ngày hôm qua ở lại trong hạt lúa mẹ trồng, cánh đồng chờ gặt hái, chín vàng màu ước mong. Ngày hôm qua ở lại trong vở hồng của con học hành chăm chỉ, là ngày qua vẫn còn bế kiến quốc. Các em vừa lắng nghe cô đọc mẫu, bây giờ hãy tìm cho cô những từ nào khó đọc trong bài. Cô có từ xoa, tỏa hương, ước mong. Các em hãy cùng luyện đọc nối tiếp câu. Chúng ta hãy cùng bấm tạm dừng video lại và cùng luyện đọc nối tiếp câu. Các em hãy lắng nghe video clip sau đây. Nghe bài thơ Ngày hôm qua đâu rồi? Em cầm tờ lịch cũ. Ngày hôm qua đâu rồi? Ra ngoài sân hỏi bố. Xoa đầu em bố cười. Ngày hôm qua ở lại trong hạt lúa mẹ trồng. Cánh đồng chờ gặt hái, chín vàng màu ước mong. Ngày hôm qua ở lại trên cành hoa trong vườn. Nụ hồng lớn thêm mãi, đợi đến ngày tỏa hương. Ngày hôm qua ở lại trong vở hồng của con học hành chăm chỉ, là ngày qua vẫn còn. Bây giờ các em hãy cùng luyện đọc nối tiếp đoạn. Ở bài Ngày hôm qua đâu rồi được cô chia làm 4 đoạn. Đoạn đầu tiên là 4 câu thơ đầu. Em cầm tờ lịch cũ, ngày hôm qua đâu rồi? Ra ngoài sân hỏi bố, xoa đầu em, bố cười. Đó là đoạn thứ nhất. Tiếp theo là đoạn số 2, là 4 câu tiếp theo. Ngày hôm qua ở lại trên cành hoa trong vườn.
Nụ hồng lớn lên mãi, đợi đến ngày tỏa hương. Tiếp theo là đoạn số 3, 4 câu thơ tiếp theo. Ngày hôm qua ở lại, trông hạt lúa mẹ trồng, cánh đồng chờ gặt hái, chín vàng màu ước mong. Và cuối cùng là đoạn thứ tư, 4 câu thơ còn lại. Ngày hôm qua ở lại, trong vở hồng của con học hành chăm chỉ, là ngày qua vẫn còn bế kiến quốc. Rồi bây giờ các em hãy tạm dừng video lại và chúng ta cùng luyện đọc nối tiếp đoạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang phần luyện đọc hiểu. Từ nào em chưa hiểu nghĩa, và chúng ta hãy cùng quan sát trong bài thơ này của cô và nhìn xem có từ nào chúng ta chưa hiểu nghĩa. À, đó là từ gặt hái. Gặt hái ở đây có nghĩa là chúng ta thu hoạch lúa hoặc là thu hoạch một cái gì đó. Thu hoạch lúa thì được gọi là gặt hái. Các em hãy cùng quan sát. Ước mong có nghĩa là gì? Ước mong có nghĩa là mong muốn và ước ao. Bạn nhỏ đã hỏi bố điều gì? Em cầm tờ lịch cũ, ngày hôm qua đâu rồi? Ra ngoài sân hỏi bố, xoa đầu em bố cười. À, như vậy là bạn nhỏ đã hỏi bố là ngày hôm qua đâu rồi. Theo bố, ngày hôm qua ở lại những nơi nào? Các em hãy cùng quan sát vào ba khổ thơ tiếp theo và cho cô biết ngày hôm qua ở lại những nơi nào. À, thứ nhất là ngày hôm qua ở lại trên cành hoa trong vườn, trong hạt lúa mẹ trồng, trong vở hồng của con. Như vậy, theo bố thì ngày hôm qua ở lại trên cành hoa trong vườn, ngày hôm qua ở lại trong hạt lúa mẹ trồng và ngày hôm qua ở lại trong vở hồng của con. Các con đã rõ chưa nào? Như vậy, ngày hôm qua của em ở lại những đâu? À, các con hãy cùng suy nghĩ và tự trả lời câu hỏi này nhé. Một nhiệm vụ tiếp theo nữa là các con hãy học thuộc lòng hai khổ thơ mà em thích. Sau khi tiết học này của cô kết thúc thì chúng ta hãy cùng lật sách giáo khoa ra và cùng học thuộc lòng hai khổ thơ mà em thích nhé. Như vậy, ai có thể cho cô biết nội dung bài đọc này nói lên điều gì? À, nội dung bài đọc này nói cho chúng ta biết đó là chúng ta cần làm những việc có ích để không lãng phí thời gian. Tiếp theo, chúng ta cùng bước vào phần luyện đọc lại. Các con hãy lật sách giáo khoa trang số 18 ra và cùng luyện đọc lại bài thơ nào. Và sau khi luyện đọc lại bài thơ thì các con hãy tìm cho cô những cái từ ngữ nào trong bài thơ chỉ đồ vật, chỉ cây cối và chỉ hoạt động nhé. À, như vậy trong bài thơ có những từ nào là từ chỉ đồ vật? Tờ lịch,
cành hoa, hạt lúa, vỏ hồng. Đây là những từ ngữ chỉ đồ vật, các con nhớ nhé. Tiếp theo, các con hãy tìm cho cô những từ ngữ nào chỉ cây cối. Nụ hồng, lúa là những từ ngữ chỉ cây cối. Và cuối cùng, hãy tìm cho cô những từ ngữ nào chỉ hoạt động. Tỏa hương, gặt hái, học hành là những từ ngữ chỉ đồ vật. Chúng ta vừa cùng tìm hiểu xong tiết 1 và tiết 2 của bài thơ. Bây giờ chúng mình cùng bước vào tiết 3 và tiết 4 nhé. Bây giờ chúng ta hãy chú ý, chúng ta sẽ bước vào phần viết. Ở phần viết này thì chúng ta sẽ cùng luyện viết chữ á và chữ ớ hoa. Trước khi viết bài thì các con chú ý cho cô tư thế ngồi viết, chúng ta sẽ ngồi thẳng lưng. Mắt cách xa tập 20 cm. Các con hãy cùng quan sát trên màn hình, đây là chữ hoa á và chữ hoa ớ. Đầu tiên, cô sẽ hướng dẫn các con viết chữ hoa á. Các con hãy cùng quan sát lên bảng và theo. Nét 1. Đặt bút trên đường kẻ 2, viết nét móc ngược trái, lượn từ dưới lên, sang bên phải, đến giữa đường kẻ 3 và đường kẻ 4 thì dừng lại. Nét 2. Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng viết tiếp nét móc ngược phải. Đến giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2 thì dừng lại. Nét 3. Từ điểm dừng bút của nét 2, lìa bút lên khoảng giữa thân chữ, phía bên trái nét 1, viết nét lượn ngang, từ trái qua phải. Dừng bút cách bên phải nét 2 một đoạn ngắn. Nét 4. Viết nét cong dưới nhỏ trên đỉnh, đầu chữ A. Viết nét cong dưới nhỏ trên đỉnh, đầu chữ A. Đó là cách viết chữ á hoa. Các em hãy cùng quan sát lên màn hình, đây chính là chữ ớ hoa. Tiếp theo, các con hãy theo dõi lên màn hình, cô sẽ hướng dẫn các con viết chữ ớ hoa. Các em vừa được theo dõi viết chữ ớ hoa và hôm nay chúng ta cũng sẽ luyện viết câu ứng dụng ăn chậm nhai kỹ. Nào, các em hãy cùng lấy vở tập viết ra và chúng mình cùng luyện viết nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến phần luyện từ. Cô nhắc lại, bạn nào mà mình chưa viết thì có thể đợi hết video này chúng ta sẽ cùng luyện viết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến phần luyện từ. Tìm từ ngữ chỉ sự vật, người, đồ vật, con vật, cây cối phù hợp với từng tranh. Cô có mẫu của bức tranh số 1, đó là cô giáo. Bức tranh số 2, đôi bạn. Bức tranh số 3, quyển sách. Bức tranh số 4, cái bút máy.
tranh số 5, con mèo. Bức tranh số 6, con trâu. Bức tranh số 7, cây dừa. Bức tranh số 8, cây cam. Thực hiện các yêu cầu dưới đây. Câu nào dưới đây dùng để giới thiệu? Em là học sinh lớp 2. Em rất thích học bơi. Em đang tập thể dục. À, trong ba cái câu này thì các con hãy chọn cho cô câu nào là câu dùng để giới thiệu. À, câu dùng để giới thiệu là em là học sinh lớp 2. Giới thiệu cho mọi người biết mình là một bạn học sinh lớp 2. B. Đặt câu giới thiệu một bạn cùng lớp theo mẫu. Cột đầu tiên, ai? Ai ở đây bao gồm là cái gì và con gì? Cột thứ hai, đó là cột là gì? Chúng ta hãy suy nghĩ và cùng đặt một câu nào. À, cô có bạn Ánh là tổ trưởng tổ em, là một cái câu giới thiệu bạn Ánh là tổ trưởng của tổ mình. À, tiếp theo cô có thêm một câu nữa, đó là cô Hoa là cô giáo chủ nhiệm lớp em. Các em hãy chú ý, mình cùng trao đổi những việc em cần làm để không lãng phí thời gian. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Komm aus Ägypten, das liegt direkt am Nil. Zuerst lag ich in einem Ei. Dann schnie, schnappte ich mich frei. Schnie, schnappi, 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 schnapp. Schnie, schnappi, 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 schnapp. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Hab scharfe Zähne und davon ganz schön viel. Chào tạm biệt tất cả các con, chúc các con học giỏi, chăm ngoan.